Hạng Latia trên chấm luân lưu, Tây Ban Nha vô địch Nations League. Rạng sáng 19 tháng 6, trong trận chung kết UEFA Nations League 2023, Tây Ban Nha đã lên ngôi sau khi giành chiến thắng trước Croatia. Trong hiệp 1, cả Croatia và Tây Ban Nha đều không chủ động đẩy nhanh tốc độ. Thế nhưng điều đó không khiến cho các cơ hội khan hiếm. Bất ngờ là Croatia kiểm soát bóng nhỉnh hơn. Đó là điều hiếm khi xảy ra với các đội bóng đối đầu với Tây Ban Nha. Kinh nghiệm dày dặn của Luka Modric, Brozovic và Kovacic đã giúp Croatia kiểm soát tốt tuyến giữa hơn. Số cơ hội rõ rệt của họ cũng nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Kramaric, Ivan Perisic hay Perisalic đều không thể tận dụng. Bên phía Tây Ban Nha, những cú sút của Gavi hay đánh đầu của Morata cũng không mang lại hiệu quả. Sang hiệp 2, hai đội bắt đầu tăng tốc. Croatia vẫn cho thấy sự nhỉnh hơn khi chia cắt được các tuyến của đối phương. Họ cũng tận dụng những pha leo biên bên cánh trái của Perisic để mở ra cơ hội. Ngay đầu hiệp 2, cầu thủ của Tottenham đã phát huy điều này với quả tạt khó chịu. Thủ thành Unai Simon đã phán đoán sai khiến khung thành rộng mở. Dù vậy, lần lượt Perisalic và Juranovic đều không thể dứt điểm đủ tốt. Những phút tiếp theo, thế trận căng thẳng tiếp tục được duy trì. Tây Ban Nha vẫn tỏ ra bế tắc khi hơn 80 phút, họ chưa có cú sút trúng đích nào. Phải đến phút 84, họ mới có cơ hội thật sự ngon ăn đầu tiên. Đó là lần hiếm hỏi những pha phối hợp ngắn của Tây Ban Nha phát huy hiệu quả. Nhờ đó, Ansu Fati có khoảng trống lớn ở sát khung thành. Cú sút của anh đã khiến thủ thành Livakovic đứng chôn chân. Thế nhưng, Perisic kịp có mặt để phá bóng ngay trước vạch vôi. Hòa 0-0, hai đội kéo nhau vào hiệp phụ. Tại đây, Tây Ban Nha đã lấy lại thế trận và trình diễn lối chơi kiểm soát. Dù vậy, các chân sút của họ tiếp tục không thể tạo ra bàn thắng. Việc không ai có bàn thắng khiến trận đấu phải phân định bằng loạt sút luân lưu. Trong 5 lượt sút đầu tiên, mỗi đội đều có một lần đá hỏng. Phải đến lượt thứ 6, kết quả mới được định đoạt. Petkovic của Croatia đá trước nhưng không thể thắng thủ thành Unai Simon. Sau đó, Cavazan thực hiện thành công để giúp Tây Ban Nha vô địch Nations League 2023 với tỷ số 5-4 trên loạt sút luân lưu.